Ung thư vú là bệnh ung thư thường gặp nhất ở nữ giới. Đây cũng là mối quan tâm của nhiều chị em phụ nữ. Bởi theo thống kê của Globocan, năm 2018, nước ta có 15.000 người mắc căn bệnh này, chiếm tỷ lệ là 9,2% và hơn 6.000 trường hợp tử vong vì ung thư vú. Đây thực sự là con số đáng lo ngại và để lại cho chị em nhiều băn khoăn như cần làm gì để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm ung thư vú, khám tầm soát ung thư vú cần thực hiện như thế nào. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quá trình khám tầm soát ung thư vú tại Bệnh viện Ca để bạn hiểu rõ hơn và chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến khám. Đầu tiên, các bác sĩ sẽ thực hiện khám lâm sàng, tư vấn giải thích cho người bệnh. Đây là bước khám quan trọng trong quá trình khám tầm soát ung thư vú. Bác sĩ sẽ hỏi các thông tin cụ thể về tuổi, tình trạng sức khỏe, chu kỳ kinh nguyệt, các triệu chứng hiện tại hay bệnh sử cá nhân và gia đình nhằm đánh giá nguy cơ mắc bệnh. Sau đó sẽ tiến hành khám lâm sàng, phát hiện các biểu hiện, dấu hiệu của bệnh. Sau khi khám lâm sàng, các bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu, chụp X-quang, siêu âm tuyến vú giúp các bác sĩ phát hiện các tổn thương bất thường. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể được chỉ định chụp MRI tuyến vú để chẩn đoán. Cái trường hợp mà đi khám sàng lọc ung thư vú là phát hiện ra được cả cái khối u ở vú chỉ trên phim chụp tuyến vú, mà ngay cả lúc đó khi mình khám lâm sàng mình cũng không phát hiện ra được khối u. Với những cái trường hợp đó thì phẫu thuật cũng rất là tối thiểu đấy, và nó cũng đem lại những cái hiệu quả về mặt thẩm mỹ. Nếu phát hiện bất thường, bác sĩ có thể chỉ định thực hiện chọc hút tế bào bằng kim nhỏ. Đây là phương pháp bước đầu xác định có tế bào nghi ngờ ác tính hay không. Ngoài ra, một số người bệnh có thể được sinh thiết để chẩn đoán chính xác bệnh. Em chần chừ mãi đi làm, không có thời gian, nghĩ là nó cũng bình thường nên em mới không đi khám. Chứ còn nếu mà tìm hiểu ấy thì em sẽ đi khám ngay khi phát hiện ra. Để phòng ngừa ung thư vú hiệu quả, các chuyên gia Bệnh viện Ca cho rằng các chị em nên chủ động lắng nghe cơ thể của mình, thực hiện khám vú tại nhà hàng tháng hoặc đến khám tầm soát ung thư vú theo định kỳ 6 tháng một lần, đặc biệt với các chị em trong độ tuổi ngoài 40. Chị em cũng nên lưu ý đi khám tầm soát ung thư vú tại các cơ sở chuyên khoa uy tín sau khi kết thúc kỳ kinh từ 3 đến 5 ngày để có kết quả chính xác nhất. Đừng quên là tự khám vú có thể phát hiện được những cái khối u ở kích thước nhỏ hoặc các dấu hiệu bất thường như là tiết dịch hay là các cái sự thay đổi về màu sắc trên da hay là một cái hạch nách to lên bất thường. Thì đấy đều là những cái triệu chứng mà giúp để phát hiện sớm ung thư. Việc giữ lối sống lành mạnh, bổ sung các chất dinh dưỡng hợp lý, thức ăn được chế biến từ các thực phẩm chứa nhiều vitamin A, B, C, E, chế độ nghỉ ngơi, tập luyện hợp lý, điều độ, cùng với tinh thần lạc quan và quan trọng nhất là đi khám tầm soát ung thư vú định kỳ sẽ giúp các chị em vừa bảo vệ sức khỏe vừa giữ gìn được vẻ đẹp của mình. Với thủ tục đăng ký khám nhanh chóng, thuận tiện, khám cả ngày thứ bảy với các bác sĩ chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm, Bệnh viện Ca là địa chỉ tin cậy cho người bệnh tầm soát ung thư vú. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ người bệnh của Bệnh viện Ca 1900 886684. Bệnh viện Ca trao hy vọng, nhận niềm tin.